Theo thông báo của Bộ Y tế Campuchia chiều nay, trong số 344 ca mắc COVID-19 mới, có 5 trường hợp mới nhập cảnh, còn lại là các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. Trong đó, thủ đô Phnom Penh tiếp tục là địa phương có số lượng ca nhiễm COVID-19 nhiều nhất với 3.551 trường hợp. Tiếp theo là tỉnh Prae Sihanouk có 586 trường hợp, tỉnh Kanda có 413 trường hợp và tỉnh Svealand có 287 trường hợp. Còn lại rải rác các tỉnh thành khác. Hiện nay, trong số 344 ca mắc COVID-19 thì có 247 trường hợp đang phải đợi sắp xếp chỗ vì các bệnh viện đang trở nên quá tải. Trước tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp và nguy cơ lây nhiễm mạnh, đêm qua, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã quyết định cho phong tỏa thủ đô Phnom Penh và thành phố Takh Mao, tỉnh Kanda. Nhấn mạnh về tình hình nguy cấp hiện nay, Thủ tướng Hun Sen nói: Chúng ta đang đứng trên bờ vực của tử thần. Nếu như chúng ta không cùng nhau cố gắng, thì chúng ta sẽ bị rơi xuống hố của tử thần. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ biến cái khó khăn hiện nay thành cơ hội. Sau 14 ngày nữa, chúng ta sẽ khống chế được dịch bệnh này. Nếu như bà con không chú ý đến sức khỏe của cá nhân, thì sẽ rất nguy hiểm. Hiện nay, số người nhập viện và số người chết vẫn liên tục tăng. Hiện nay, Campuchia đã phát hiện 5.218 ca bị COVID-19, trong đó có 2.319 trường hợp đã bình phục và có 36 trường hợp tử vong.